ngứa con má. Rồi. Chưa chạm. Thế còn chỗ nào nữa? Đây. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sao? Chúc mừng sinh nhật ai? Chúc mừng sinh nhật ai? Nào con nói lại nào. Chúc mừng sinh nhật mẹ. Con nói lại đi. Ok, con thổi nến đi. Thổi nến đi nào. Kem thổi nến. Thổi đi, thổi mạnh lên. Quay. Thổi. Thế rồi. Thôi lên đây.